Vâng, chào các bác nhé. Đây em giới thiệu cho các bác là dòng loa Alpha BOB Audio, hàng đỉnh cao công nghệ của Tây Ban Nha đây. Made in Spain này, đây của Czech này, một của Tây Ban Nha nhé. Hàng chính hãng của Benma CDOD FE, hàng của Made in Spain. Cái này không phải là giấy bóng dán đâu đây nhé, dính luôn nhỉ, chắc chắn luôn. Họng chen này, nhựa rất dày này. Nhựa dày đến 2 phân luôn. Nhựa. Đây là cùng một bát này. Cũng có video chi tiết về loa Alpha rồi. Hôm nay em sẽ test thử cho các bạn nghe chất âm của nó nhé. Phần tần này. Phần này gấu nhé. Rất gấu nhé. Cùng bát này nhé. Bát như kiểu 3 giờ CF của anh. Rất đẹp luôn nhé. Mua này 12 là 76 này. Đây em sẽ bật thử đây nhé. Đây là bát của nó. Cục trang này. Lưới của nó là lưới Alpha này. Rồi bây giờ em sẽ thử một con Auroking và một con CAC nó chạy 4 sò sa ken một cây. 4 sò sa ken một cây. Bây giờ bật thử nhé. Là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng em một ngày thì là một ngày chẳng vui. Da 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 da. Nếu luôn có em bên mình, hẳn là năm tháng ý xuân không ta. Em đang bán với giá là 11 triệu. 1 triệu một cặp loa Alpha nhé. Em là có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 398 192 198. 11 triệu một cặp nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.